chương 221, bắt được. Đối với Tác Long tới nói hiện tại thời gian liền rất dễ chịu, không cần mơ mộng lộn xộn cái gì sự tình. Mỗi ngày trừ thông qua vạn vẹo chi chủng tâm linh xiền xích giống xem phim một dạng nhìn xem thân thuộc bọn họ tình huống, hoặc là chính là đi tìm vi tư đặt bối buông lỏng một chút. Lại có là nghiên cứu một chút ma pháp, thời gian là trải qua phong phú lại dễ chịu. Hôm nay Tác Long ngay tại trong rừng rậm bao la nghiên cứu trong trí nhớ mình những cái kia tự nhiên ma pháp, chính hắn bình thường cũng sẽ cùng thủ tinh Mai Lâm Na nghiên cứu thảo luận tự nhiên ma pháp, đem nó lẫn nhau so sánh xác minh. Ân. Ừ. Lúc này Tác Long cảm thấy hai cổ nhỏ yếu Long Uy xuất hiện ở cảm giác của mình phạm vi bên trong. Rừng rậm chi hữu đem phụ cận phương viên 3.000m phạm vi bên trong tất cả gió thổi cỏ lay đều truyền đến trong đầu của hắn, tại trong phạm vi này một con mũi cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Nhưng là hai tên gia hỏa kia lại trắng trợn xông vào lãnh địa của mình phạm vi, chẳng lẽ bọn hắn không biết nơi này đều là thuộc về mình lãnh địa. Tác Long trong nháy mắt hứng thú hắn bắt đầu thi pháp, sau đó thân thể của hắn bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, thân thể khổng lồ bắt đầu như ẩn như hiện, sau đó liền triệt để không có khí tức. Mà chung quanh vừa mới phát sinh biến động hoa cỏ cây cối cũng chính mình khôi phục nguyên trạng. Dưới loại trạng thái này Tác Long đã cùng hoàn cảnh chung quanh hoàng mỹ hòa thành một thể. Đây chính là rừng rậm chi hữu thiên phú cường đại. Rất nhanh hai cái hắc long liền vạch phá bầu trời xuất hiện ở nơi này. Olivia hưng phấn nhìn phía trước lệ tác, ngươi trốn không thoát. Mà hắc long lệ tác cũng ngừng lại, nàng quay đầu nhìn đối phương ngươi biết đây là địa phương nào sao địa phương nào chẳng lẽ lại ngươi mời tới cái gì giúp đỡ olivia cái kia màu vàng mắt dọc nhìn chằm chầm chung quanh rừng rậm ý đồ tìm kiếm được ẩn tàng địch nhân ta tự nhiên không có cái gì giúp đỡ nhưng là nơi này chính là lạc nhật sơn mạch phụ cận lệ tác dẻo cật nói lạc nhật sơn mạch olivia trong lòng giật mình dãy núi này phía trước một năm đoán chừng không có gì sinh vật biết nhưng là hiện tại dãy núi này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a dù sao một đầu cổ long tồn tại cũng không phải cái gì việc nhỏ, ngươi lại dám dẫn ta tới nơi này. Olivia lúc này liền muốn rời khỏi nơi này, đối với rồng tới nói nhỏ yếu ma thú cái gì tại trên địa bàn của bọn hắn là rất bình thường, nhưng là một đầu khác rồng nếu như tiến vào đối phương lãnh địa, như vậy tuyệt đối sẽ bị coi là nghiêm trọng khiêu khích. Ta vì cái gì không dám? Cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận." Lệ Tác đắc ý nói. Đối phương là mạnh mẽ hơn nàng, nhưng là cường đại có cái cái rắm dùng a, cường đại tới đâu có cổ long cường đại. Olivia trong thời gian ngắn khẳng định giết không chết chính mình, chỉ cần mình một mực xâm nhập, như vậy đối phương sớm muộn sẽ từ bỏ. Nhưng là Olivia suy tư một chút liền buông lỏng xuống dưới, nàng đánh giá đối phương đột nhiên cười, ha ha, Lệ Tác, dùng ngươi cái kia heo một dạng đầu óc nghĩ một hồi, hai đầu giống cái hắc long xâm nhập một đầu cổ hắc long lãnh địa sẽ phát sinh sự tình gì không cần ta nhiều lời đi. Mà Hắc Long Lệ Tác nhìn một chút chính mình lại nhìn một chút đối phương lập tức phản ứng lại. Đáng chết. Ta thế mà quên đi cái kia cổ long là rồng đực ta nhớ được không sai ngươi thật giống như vừa mới trưởng thành đi. Còn không có nghiêm chỉnh trải qua đâu, trước kia đều là ngươi trộm khác rồng trứng cùng tài bảo, lần này giờ đến phiên chính ngươi đẻ trứng, ha 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 ha. Mà lại đây chính là cường đại cổ Long A, ta có thể vì hắn sinh sôi hậu đại đây chính là cầu còn không được đâu. Olivia càng nghĩ càng đắc ý. Ngươi đi chết đi. Hắc Long lệ tác hướng phía Olivia phun ra miệng dịch axit thổ tức. Tức giận. Olivia hời hợt đỡ được đối phương thổ tức công kích, hắc long đối với đồng loại thổ tức đều là có nhất định kháng tính nhưng là đợi nàng định thần nhìn lại thời điểm mới phát hiện đối phương đã thừa cơ lại chạy trốn tên đáng chết cái này căn bản không giống như là chân long ngược lại càng giống là ưa thích chạy trốn cá chạch loại sinh vật ha 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 ngu xuẩn olivia ta làm sao có thể tức hỗn hển hắc long lệ tắt một bên chạy trốn một bên hướng về phía sau trào phúng phanh nhưng là ngay tại cái này lúc nàng cảm giác mình tự hồ đụng phải cái gì vật cứng thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi, nhưng là lập tức thân thể của mình giống như bị thứ gì bắt lấy một dạng. Hắc Long lệ tác lung lay bị đâm đến có chút ngất đầu khôi phục thanh tĩnh. Đầu tiên nhìn thấy chính là Olivia cái kia vẻ mặt sợ hãi, nguyên lai hoảng sợ Olivia là cái dạng này a, à, nhưng là tại sao là phản? Nguyên lai mình bị treo ngược lấy chọc vào giữa không trung. Lập tức nàng nhìn về hướng nắm lấy đồ vật của mình, đó là một cái không gì sánh được giữ tận đáng sợ Hắc Long, con mắt màu đỏ tươi kia, phá thể mà ra cốt thứ, trên thân tán phát khí tức khủng bố để lệ tác lần thứ nhất dâng lên sợ hãi tâm tư. Tác Long nắm lấy đối phương cái đuôi cùng hai cái chân sau thật giống như kiếp trước khi còn bé tại nông thôn thời điểm bắt gà mái một dạng, hắn còn rung lên thân thể của đối phương. Thả ta ra. Hắc Long lệ tác điên cùng dãy dụa lấy, hai cái cánh không ngừng vuốt Tác Long thân thể. Ngươi lại cử động ta liền bóp chết ngươi. Tác Long đem đối phương nâng lên trước mắt đánh giá, thuận tiện cảnh cáo đối phương một chút. Hắn lần này trực tiếp nắm đối phương cái kia dài nhỏ cổ hơi dùng chút khí lực lập tức một cổ cảm giác tử vong tại lệ tác trong lòng tràn ngập ra, nàng biết đối phương nói là sự thật, đối phương có thực lực này cùng ý nghĩ. Nàng dùng ánh mắt bắt đầu khẩn cầu lấy, mà Tác Long cũng không có để ý tới đối phương, mà là bắt đầu tiếp tục nhìn đối phương. Nhớ ngày đó chính mình đi vào trên thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy liền Hắc Long cái kia kinh khủng khô lâu Hắc Long dáng vẻ, lại đến đối phương một mình đào tẩu. Nhưng là hiện tại mình có thể nhẹ nhõm đem đối phương bắt lấy, muốn giết chết càng là trong một ý nghĩ. Mà Tác Long mặc dù khó chịu, nhưng không có động đậy giết chết đối phương suy nghĩ, dù sao đối phương lựa chọn ban đầu là phù hợp ác long làm việc chuẩn tắc, hết thảy lấy ít lợi của mình là điều kiện tiên quyết. Mà lại chân long ở giữa có mâu thuẫn bình thường đều sẽ không lựa chọn giết chết đối phương, mà là sẽ nô dịch. Vĩ đại cổ long, Olivia hướng ngài biểu đạt cao quý nhất kính ý, một bên mắt thấy người một màn Olivia điều chỉnh một chút tâm tình của mình sau thu hồi cánh khiêm tốn nói. Lúc này đối mặt cường giả hẳn là có thái độ, mà không phải một vị cường ngạnh, vậy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tác Long thì cúi đầu nhìn đối phương, ngươi không sai, đi theo ta. Tuân mệnh. Olivia thuận theo nói ra. Tác Long thì nhấc lên lệ tác hướng về cung điện của mình bên trong bay đi, sau lưng Olivia thật chặt đuổi theo. Lúc này Hắc Long lệ tác không gì sánh được hối hận, nàng cảm giác mình đầu óc có phải thật vậy hay không không tốt. Cùng Olivia đối kháng còn có rất lớn tỷ lệ chạy trốn, nhưng là cùng một đầu cổ long vậy ngay cả đối kháng vốn liếng đều không có. Mà lại cùng là Hắc Long lại trên lệch lớn như vậy, không chỉ là thực lực, còn có bề ngoài, cái này cho thấy đối phương chính là một đầu dị bẩm thiên phú dị thể long, có được viễn siêu thiên phú của các nàng. Mà Olivia thì bắt đầu đắc chí, đây chính là dị thể hắc long a. Tại cổ long bên trong đều là cực kỳ cường đại tồn tại, đối phương hình thể rõ ràng còn chưa tới đỉnh phong, về sau sẽ còn càng thêm cường đại. Vận khí của mình tới, đối phương trong sào huyệt nhất định có rất nhiều tài bảo, mà lại bằng vào cổ long uy thế nàng nhất định có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Tại chính mình khi yếu ớt phụ thuộc nhân vật càng mạnh mẽ mới là chính xác đạo sinh tồn. Chương 222, Nguyên Do Lúc này lạc nhật xâm lâm, tác long cung điện. Đủ loại sinh vật hắc ám bọn họ sẽ từ từng cái địa phương đoạt tới tài bảo khoáng thạch cái gì đang hướng về tác long trong cung điện vận chuyển. Mà ngải mễ lị cùng Hana ở bên cạnh nhìn xem. Nhiều như vậy tài bảo đều là tác long. Ngải mễ lị nhìn xem từng trương tài bảo ở trước mặt mình hướng về cung điện chỗ sâu hội tụ mà đi trong lòng tràn đầy thống khổ. Đây chính là nàng góp nhặt mấy ngàn năm cũng sẽ không có tài bảo A, mà lại hai người bọn họ cũng là có phần có được hay không? Mặc dù không có giết cái gì địch nhân cường đại, nhưng là thật nhiều tạp binh đều là bị các nàng dịch axit ăn mòn rơi. Theo lý mà nói tài bảo có nàng một phần, nhưng là hiện tại cũng bị Tác Long cho độc thôn. Hana lại có chút im lặng, hai người bọn họ đưa đến tác dụng trên cơ bản cùng không có không có khác biệt lớn, trừ vừa mới bắt đầu đối mặt địch nhân khá là phiền toái, đằng sau công thành chiến trên cơ bản đều là đánh thuận phong chiến, căn bản không có gì độ khó. Tự nhiên cũng không có tác dụng mà lại chung quanh tác long thân thuộc bọn họ đều rất chú ý bảo hộ hai cái hắc long công chúa không để cho các nàng quá nhiều tham dự nguy hiểm chiến đấu ngải mễ lỵ ngươi không nên đánh ý nghĩ xấu đây chính là tác long tài bảo ngươi đã quên lúc trước vừa ra đời thời điểm hana nghiêm túc cảnh cáo nói ha ha ngải mễ lỵ biết hana nói cái gì nàng sau khi sinh muốn tư tàn một viên hắc long mẫu thân kim tệ nhưng lại bị hung hăng giáo húng một trận kém chút vứt bỏ nửa cái mạng cái kia cho nàng lưu lại phi thường giáo húng khắc sâu hừ không nhìn, càng xem càng sinh khí. Ngải Mễ Lệ dự định lôi kéo Hana rời đi nơi này tiếp tục đi tìm mặt khác việc vui. Nhưng là Tác Long tại đồ môn cái kia vô cùng cường đại uy thế, dìm nước nhân loại liên quân hung tàn đã thật sâu khắc vào trong lòng của nàng, sớm muộn cũng có một ngày nàng cũng sẽ cường đại như vậy. Lúc này một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên không trung lướt qua, trong tay còn đang nắm một cái không ngừng giải dụ sinh vật, mà sau đó một đầu khắc hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Hắc Long cũng đi theo bay đi. Tác Long trực tiếp nắm lấy Hắc Long lệ tác tiến nhập trong cung điện, hắn phải hiểu rõ một ít chuyện. Mà lúc này Hana cùng ngải mễ lị thì há to miệng. Vừa mới đó là mẫu thân. Hana nháy nháy mắt, tự hồ có chút không dám tin. Chính là gia hỏa kia. Ngải mễ lị chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù tại những sinh vật khác tới nói hắc long cũng không có cái gì khác nhau, đơn giản chính là lớn nhỏ không đều dạng, nhưng là đối với chân long tới nói mỗi cái cá thể loại kia đặc thù cũng không nên quá rõ ràng, cho nên ngải mễ lị một chút liền nhận ra đó chính là ngược đãi qua nàng hắc long lệ tác. Tắc long thế mà đem mẫu thân đều bắt được hana thè lưỡi cái gì mẫu thân đó chính là một cái ngược đãi cùng ngải mễ lị phản bác bất quá lập tức nàng liền bắt đầu vui vẻ ha ha sau đó lệ tác nhưng là muốn chịu khổ Tắc long thủ đoạn đây chính là vô cùng khốc liệt lệ tác xong đời đây cũng là báo thù bất quá vì cái gì còn có một cái khác hắc long hana đột nhiên nói ra đúng a à. làm sao còn có một cái khác Xem ra hay là chủ động đi theo, lập tức ngải mễ lị trong nháy mắt nhất lên lòng cảnh giác. Lúc đầu lạc nhật sơn mạch trừ tác long cái kia quái thú chỉ nàng cùng Hana hai cái hắc long, Hana kẻ ngu này căn bản liền không cạnh tranh được chính mình, cho nên chính mình là sau này lão nhị, nhưng là hiện tại nhiều một cái, hay là trưởng thành giống cái. Không tốt. Ngải mễ lị cảm giác mình địa vị nhận lấy uy hiếp bờ nghiêm trọng. Cái này không thể được. Tác long bên trong tòa cung điện kia có bao nhiêu tài bảo ngải mễ lị thế nhưng là có vài, không chút nào khoa trương tài bảo chồng chất sau so cung điện đều lớn, cho nên Tác Long hẳn là dùng phương thức nào đó tại cất giữ tài bảo. Vạn nhất Tác Long không có chính mình thế nhưng là những tài bảo này duy nhất người thừa kế. Nhưng là hiện tại chính mình người thừa kế vị trí giống như bất ổn. Thủ, thủ lĩnh, mà quyển ma trong doanh địa tạm thời, mấy cái quyển ma cũng há hốc mồm ngơ ngác nhìn một màn này. Cái kia, tựa như là, hắc long chi mẫu đại nhân, tuổi trẻ quyển ma khiếp sợ nói ra. Mà thủ lĩnh quyển ma mới hồi phục tinh thần lại, hắn không nghĩ tới vĩ đại tác long đại nhân thế mà đem bọn hắn đã từng hầu hạ hắc long chi mẫu bắt lại đây cũng không phải là một tin tức tốt hắn hoài nghi đây cùng mình bộ lạc này lúc đó để lộ ra tình báo có quan hệ từ giờ trở đi ai cũng không cho phép sách hắc long chi mẫu danh tự ai dám lại nói lung tung ta sống ăn hắn viễn ma thủ lĩnh quyết định thật nhanh đạo mặc dù hắn già lực lượng yếu đi lời trảo cùng răng đều không trọn vẹn nhưng là hôm đó tích thắng mệt mỏi dưới khí thế hay là trấn trụ tộc nhân của mình dù sao tại quyển ma thủ lĩnh xem ra hắc long chi mẫu bị giết chết khả năng cơ hồ không có xác suất lớn về sau cũng là bị tác long đại nhân chỗ nô dịch về sau xem như cùng một chỗ hiệu lực nhưng là đến làm rõ ràng một sự kiện đó chính là người ta liền xem như nô lệ cũng chỉ là tác long đại nhân nô lệ tại bọn hắn loại này phổ thông thân thuộc trong mắt cái kia như cũ là tùy tiện liền có thể quyết định vận mệnh bọn họ tồn tại nếu như không phải không chỗ có thể đi cùng cân nhắc đến thoát đi chi phí cao quyển ma thủ lĩnh thậm chí muốn rời khỏi nơi này lúc này tác long trong cung điện hắc long lệ tác địa ngã ầm ầm trên mặt đất olivia liền đứng tại bên cạnh nàng nói một chút đi các ngươi vì cái gì dám can đảm xâm nhập lãnh địa của ta tác long toàn lực thả ra long uy của mình lập tức hai cái hắc long trực tiếp cảm thấy một loại vô thiên cái địa áp lực vĩ đại cổ long đây là lệ tác cố ý dẫn dụ ta tới đây nàng muốn lợi dụng ngài uy thế tới đối phó ta olivia dẫn đầu nói ngươi nói vậy rõ ràng là ngươi muốn tới còn nói cái gì cổ long chính là truyền ngôn căn bản không thể tin hắc long lệ tác cấp tốc lấy lại tinh thần nói ra một cái cự đại chất gỗ vuốt trồng phá đất mà lên trực tiếp bắt lấy hắc long lệ tác ngươi tốt nhất thành thật một chút đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối tác long không nhịn được nói ta không dám hắc long lệ tác lão đảo nghi ngã nói ra mà olivia trong mắt quan mang càng tăng lên thân là hắc long thế mà lại cao cấp như vậy tự nhiên ma pháp hơn nữa còn lợi hại như vậy đây nhất định không phải bình thường dị thể long tại dị thể long bên trong đều là khá cường đại tồn tại sau đó Olivia bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, lệ tác rõ ràng đã chọc đối phương không nhanh, chính mình thế nhưng là thành thật. Olivia bắt đầu nói về chuyện đã xảy ra, nàng trước đó xào huyệt tại một cái trong vùng đầm lầy. Lúc đầu nàng tại hảo hảo mà ấp trứng số tài bảo, nhưng là tại một lần ra ngoài thời điểm bị còn chưa trưởng thành lệ tác trộn nhà, không chỉ là tài bảo bị quét sạch không còn một mảnh, liền ngay cả long đảng đều bị trộn. Tại giết chết trong coi thân thuộc bọn họ sau Olivia như vậy bước lên tìm kiếm người ăn trộm lệ tác đường xá. Tác Long thì nhìn xem Hắc Long lệ tác, trách không được lúc đó cảm giác nàng cái kia tài bảo nhiều có chút không bình thường, những cái kia tài bảo đối với một cái không thành niên Hắc Long tới nói nhiều lắm. Mà Tác Long tự hồ phản ứng lại, hắn bắt đầu đánh giá Olivia, nói như vậy. Chương 223, Dung Hợp Tác Long nhìn trước mắt cái này hư hư thực thực chính mình mẹ để Hắc Long nội tâm nhưng không có bất kỳ ba động. Đối với hắn mà nói chính mình là ai sinh cũng không có trọng yếu như vậy, hắn cũng không phải giống một chút thần tượng nhân vật chính một dạng nhất định phải tìm kiếm mình thân thế, sau đó lại trình diễn một đoạn sinh ly tử biệt tình cảm cái gì. Dù sao hắn nhưng là người xuyên Việt, cho dù không phải người xuyên Việt phổ thông ác long ở giữa nhưng không có cái gì mẹ con tình thâm thuyết pháp. Cho nên ai là rồng của hắn mẹ chút điểm này cũng không trọng yếu. Hiện tại các ngươi cùng ta ký kết khế ước, vì ta phục vụ 100 000 năm ta liền thả các ngươi rời đi. Tắc Long cái kia tràn ngập cảm giác áp bách thanh âm như là trong địa ngục ma quỷ một dạng tại hai cái Hắc Long vang lên bên tai đến. 100 000 năm Hắc Long lệ tác cảm giác mình muốn nổ nàng có thể sống 100. Không 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 năm sao? Khẳng định không có khả năng A. À. Liền ngay cả Olivia đều hít vào một hơi, nàng cảm giác cùng trước mắt cổ long so ra chính mình giống như quá thiện lương đi. Chính mình cũng chính là yêu cầu một vạn năm mà thôi. Không nguyện ý vậy liền đi chết đi. Tác long tràn ngập sát khí nói. Chân long tại dưới tình huống bình thường không giết chân long, nhưng là cũng không phải tuyệt đối không giết. Ta nguyện ý. Olivia vội vàng nói. Sau đó tác long nhìn về hướng hắc long lệ tác ta cũng nguyện ý hắc long lệ tác tự như sương đánh cà tím một dạng yểu xìu không kéo vài nói tự do của nàng nàng tài bảo đều muốn cách nàng mà đi ha ha mà olivia thì không chút hoang mang sau đó hai con rồng cùng tác long ký kết khế ước nô lệ nàng so hắc long lệ tác sống lâu biết bất kỳ khế ước đều không phải là tuyệt đối hữu dụng mà là có lỗ thủng chính mình vừa lúc liền biết mấy loại khế ước giải trừ phương thức để ăn mừng các ngươi gia nhập ta dưới trướng như vậy thì ban cho hai người các ngươi một chút ban thưởng tác long trong miệng xuất hiện hai cái vạn vẹo chi chủng sau đó hướng về các nàng bay đi olivia nhìn trước mắt vật cổ quái nàng bản năng cảm giác đây không phải vật gì tốt mặc dù cái đồ chơi này nhìn qua giống như cũng không có cái gì nguy hại không nên chống cự để nó cùng ngươi dung hợp tác long nghiêm khắc cảnh cáo nói hắc long lệ tác không có bất kỳ cái gì cảm xúc nàng trực tiếp hé miệng liền cùng vặn vẹo chi chủng kết hợp dù sao đã vừa mới ký kết loại kia khế ước người ta muốn cho nàng làm gì cũng không phản kháng được vậy liền thích thế nào dạng liền kiểu gì đi hiện tại nàng đã nghĩ đến sau này mình sẽ xảy ra mấy cái trứng sự tình, dù sao nàng đối với mình thế nhưng là rất có lòng tin, giống nàng ưu tú như vậy giống cái cũng không nhiều, mà lại nàng trước đó thế nhưng là có ấp trứng kinh nghiệm. Nhưng là đột nhiên nàng cảm giác mình thân thể một trận khó chịu, tự hồ có đồ vật gì tiến nhập trái tim của mình, sau đó một dòng nước nóng từ trái tim bắt đầu nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn ra. Hống hống hống. Hắc Long lệ tác phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng gầm. Mà một bên Olivia thì nhìn chầm chầm lệ tác, tại nàng khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt nàng phát hiện thân thể của đối phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường tráng, nguyên bản lệ tắc thân thể chỉ có 16 mét nhiều một chút. Đây là tiêu chuẩn trưởng thành hắc long hình thể, hồng long cùng lam long sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là lúc này lệ tắc thân thể lại bắt đầu bành trướng, hình thể nhanh chóng gia tăng từ 16 mét biến thành khoảng 18 mét. Sau đó loại biến hóa này mới ngừng lại. Trên thân thể nàng toát ra rất nhiều cốt thứ, mặc dù nguyên bản cũng có, nhưng là mới ra tới cốt thứ càng thêm sắc bén cường đại, mà lại cùng loại khô lâu long dáng vẻ cũng có rất lớn cải biến. Không chỉ như vậy, thể nội ma lực cũng cường đại rất nhiều, mà lại có thể tiếp nhận long chi truyền thừa cũng nhiều rất nhiều. Hắc Long lệ tác khiếp sợ nhìn xem thân thể của mình, loại này cảm giác cường đại rất thư thái, không để cho nàng cho phép phát ra một trận hưng phấn tiếng hô. Nhưng là sau đó một cái móng vuốt lớn trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. An tĩnh chút. Tác Long vừa mới đem nó thể nội vặn vẹo chi chủng kích phát rất nhiều, kỳ thật dưới tình huống bình thường chậm chạp dung hợp đây mới là lựa chọn tốt nhất loại này mãnh liệt tăng lên sẽ cho thân thể mang đến rất nhiều tai họa ngầm, giống tuổi thọ giảm bớt hoặc là tiềm lực yếu bớt loại hình. Bất quá đây cũng là cho đối phương một bài học. Mà Hắc Long lệ tác cùng Olivia đều có chút khó có thể tin, bình thường sinh vật sinh trưởng chu kỳ là rất khó cải biến, chớ nói chi là chân long loại này sinh vật cao đẳng. Dị thể long chính là không giống với, lại có loại thủ đoạn này. Lúc này Hắc Long lệ tác cảm giác mình vô cùng đói, muốn ăn cái gì. Nhưng là đột nhiên nàng cảm giác mình thân thể một trận khó chịu, toàn thân trên dưới mỗi cái địa phương đều truyền đến kim châm một dạng cảm giác đau đớn. Ta có thể để ngươi cường đại, nhưng là cũng có thể để cho ngươi thân thể nổ tung biến thành một phấn. Tác Long trực tiếp khống chế nó thể nội vạn vẹo chi chủng. Hắc Long lệ tác vội vàng gật gật đầu, nàng chịu phục, Tác Long lúc này mới đình chỉ ra tấn nàng. Hắn tiếp tục xem hướng về phía bên cạnh Olivia, lựa chọn của ngươi đâu? Olivia trầm mặt một lát sau cũng lựa chọn dung hợp vạn vẹo chi chủng, loại này một bước lên trời cường đại mang đến sức hấp dẫn thật sự là quá lớn cứ việc nhìn qua tựa hồ có không nhỏ khuyết điểm cùng bị quản chế ở trước mắt hắc long tai họa ngầm sau đó olivia hưởng thụ lấy một phen loại kia cường đại sản khoái cảm giác hiện tại đem bọn ngươi tất cả tài bảo giao ra hắc long nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái hắc long nói ra tài bảo olivia cùng lệ tác đều một trận khó chịu mặc dù dự liệu được có lúc này nhưng là chân chính đụng phải vậy liền quá khó tiếp thu rồi nhưng là các nàng hay là thành thành thật thật đem chính mình tài bảo giao ra dù sao tài bảo là rồng đầu thứ hai sinh mệnh nhưng là không giao lời nói đầu thứ nhất sinh mệnh đều giữ không được. Hắc Long lệ tác phun ra mấy cái trữ vật ma đạo khí. Mở ra sau khi bên trong là đủ loại tài bảo, cái này nhìn Olivia một trận nghiến răng, những này trên cơ bản đều là nàng tân tân khổ khổ thu thập tới A. À. Olivia chỉ phun ra một cái, bên trong chỉ có Hắc Long lệ tác một phần mười tả hữu tài bảo cùng mang máu khôi giáp loại hình đồ vật. Ta tài bảo đều bị nàng trộn. Olivia sợ tác Long hoài nghi mình nuốt riêng tài bảo, vội vàng chỉ vào lệ tác nói ra, mà hắc long lệ tác cũng không có phản bác ngươi đi ra ngoài trước bổ sung đồ ăn nhưng là tại lãnh địa của ta bên trong ngươi không được tùy ý sang mồi tác long nhìn xem olivia nói ra dù sao đại đa số chân long căn bản không đem thân thuộc mệnh coi là chuyện đáng kể đem nó xem như đồ ăn ăn đều là bình thường tác long cũng không muốn gia hỏa này để sau trong lãnh địa mình trật tự phát sinh cải biến tuân mệnh olivia cung kính nói cho dù đối phương không nhắc nhở mới đến nàng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí tại đi ra thời điểm Olivia ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lễ tác, nàng cảm thấy mình đã có thể đoán được chuyện kế tiếp. một đầu cổ long dục hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy dập tắt. sau đó trong cung điện chỉ còn lại có tác long cùng hắc long lễ tác. người biết rồng của ta chi tên thật là gì sao? tác long nhìn xem có chút phát trung hắc long lễ tác trêu tức mà hỏi. ta. À, hắc long lễ tác vừa mới nghĩ nói không biết, nhưng là lại nhớ tới trước đó khuyển ma lời nói. ngài tên thật là tác long. lễ tác vội vàng nói ngươi còn biết ta gọi tác long a à. tác long một thanh bắt cổ của đối phương đem nó nhấc lên chương 224, lớn long nữ tên của ta là tác long tristan ngươi minh bạch chưa tác long nhắc nhở mà lúc này hắc long lệ tác mở to hai mắt nàng không thể tin lần nữa đánh giá tác long tác long trực tiếp đem nó ném xuống đất dùng móng vuốt đem nó ngăn chặn ngươi là tác long lệ tác đã quên đi phản kháng ngươi cứ nói đi tác long nhiều hứng thú nhìn đối phương trước mắt đầu này cường đại cổ long lại là chính mình lúc trước tùy tiện lấy được một con rồng trong trứng ấp đi ra cái này sao có thể hắc long lệ tác đem trong đầu của mình cái kia hắc long con non dáng vẻ cùng trước mắt cổ long làm bên dưới so sánh đó là hơn hai năm thời điểm trước kia đối với chân long tới nói thời gian hai năm quá ngắn có long thụy một giấc còn chưa hết hai năm cho nên nàng nhớ kỹ rất rõ ràng nhưng là cơ hồ không có phát hiện cả hai có cái gì điểm giống nhau dù sao tác long lúc kia liền một tầng thịnh yến cùng mặt khác hắc long con non so sánh với chính là cường tráng một chút nhưng là hiện tại cái này toàn thân giữ tận cốt thứ màu đỏ tươi con ngươi ba cặp kỳ quái sừng rồng còn có lân giáp này dáng vẻ làm sao cũng không tìm tới lúc trước cái kia hắc long con non bóng dáng biến hóa lớn như vậy nàng làm sao có thể nhận ra được chẳng lẽ tác long là trong truyền thuyết lợi hại nhất viễn cổ truyền kỳ cự long nghĩ tới đây lệ tác trong lòng một trận khó chịu nàng muốn bày một chút làm mẫu thân ngạo khí nhưng là thực lực lại không cho phép hơn nữa nhìn tác long cái kia cường tráng chừng chính mình mấy lần lớn nhỏ hình thể nàng liền nhục chí Ai có thể nghĩ tới lúc trước thằng ngốc kia bên trong ngu đần ngây ngốc hắc long con non lại biến thành bây giờ bộ này tư thái cường đại, sớm biết nàng liền hảo hảo nuôi dưỡng đối phương, mà lại đào tẩu thời điểm bỏ ra một chút đại giới cũng muốn đem nó mang đi. Tác Long, ta dù sao cũng là mẹ của ngươi." Lệ Tác thử thăm dò nói ra. Trộm được. Tác Long nhắc nhở một chút. Nghe đến đó Lệ Tác trực tiếp không lời có thể nói. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Lệ Tác hỏi. "Ha ha, về sau đối ngoại tuyên bố ta chính là phụ thân của ngươi." mà ngươi là ta thất lạc nhiều năm đại long nữ. Tác Long trêu tức nói. Ta. À. Chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi có thể lựa chọn không làm, nhưng là sinh mệnh của ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Tác Long nắm lên nàng sừng rồng gần sát nói ra. Hắc Long lệ tác lập tức cảm giác một loại trước nay chưa có cảm giác nhục nhã, loại cảm giác này chỉ có chính nàng có thể cảm nhận được. Lúc nhỏ nàng chính là tại giả ngoại ra đời, không có mẫu thân che chở, cũng không có đồ ăn, nàng chỉ có thể ăn đất ăn nát lá cây, phía sau chính mình đi săn thời điểm càng là cẩn thận từng ly từng tí, nhiều lần kém chút bị cường đại ma thú ăn hết. Cuối cùng cứ như vậy gặp gần ở trong rừng rậm thần kỳ lớn lên, về sau nàng bắt đầu thu thập tài bảo, vì thế tập kích qua nhân loại thương đội, cùng cường đại ma thú đánh qua một trận, Olivia là nàng tiếp xúc đến cái thứ nhất chân long, gia hỏa kia trong huyệt động tài bảo là nàng gặp qua nhiều nhất. Tác Long thấy đối phương nửa ngày không có động tĩnh còn tưởng rằng nàng tự bế nữa nha, chính mình làm là như vậy không phải quá mức. Cốt xấu đối phương hay là che chở qua chính mình một đoạn thời gian. Ngải Mễ Lệ cùng Hana đều tại ta dưới trướng hưởng thụ lấy Hắc Long Công chúa Vinh quang, mấy chục vạn thân thuộc đều tôn kính. Người đến lúc đó chính là Đại Long Nữ, hưởng dụng vinh dự so với các nàng chỉ nhiều không ít. Tài bảo cái gì lấy về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Tác Long bắt đầu hướng dẫn từng bước. Hắc Long lệ tác sau khi nghe được đột nhiên nhãn tình sáng lên, đúng a. À. Hiện tại Tác Long là Cổ Long, thế lực cường đại như vậy, mà lại vẻn vẹn hai năm cứ như vậy cường đại, phía sau nhất định sẽ càng thêm cường đại không có gì bất ngờ xảy ra vật chất này thế giới cũng sẽ là lãnh địa của hắn. Mà lại đối với những cái kia truyền kỳ long chủng tới nói đây đều là chút lòng thành, trưởng thành truyền kỳ rồng liền ngay cả thần linh đều không làm gì được, thuộc về trong tinh giới sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Tắc Long sau này lãnh địa nhất định sẽ giống linh hút trách đế quốc một dạng vượt ngang vô số vị diện, vô số sinh vật đều được cúi đầu xưng thần, mà lại vừa mới loại kia để nàng cường đại phương thức cũng tương đương lợi hại. Về sau nàng không chừng sẽ càng thêm cường đại, tưởng tượng thấy sau này mình cũng có thể đi theo tác long sau lưng thông tri vô số vị diện cảnh tượng hẳn là a tráng quan đến lúc đó tài bảo chẳng phải là cái gì cần có đều có mà lại tác long cũng không phải chính mình sinh nhận hắn làm cái trên danh nghĩa phụ thân cũng không có gì không tốt thôi vừa mới lúc tiến vào tác long dưới trướng những cái kia thân thuộc cường đại nàng cũng là thấy rõ ràng về sau chính mình liền có thể chỉ huy có tác long làm chỗ dựa về sau chính mình không nói những cái khác an toàn liền có cam đoan đây đều là chỗ tốt a Thác Long thừa dịp đối phương suy nghĩ ngàn vạn thời điểm cho đối phương khóa lại một cái tâm linh xiềng xích. Ta nguyện ý. Hắc Long lệ tác nói thẳng, trong chớp nhoáng này nàng ngạo khí trực tiếp không có. Mặt khác loạn thất bát tao sự tình cũng ném đến sau óc. Rất tốt. Tác Long triển khai hào quang lực trường, sau đó Hắc Long lệ tác cảm giác mình thân thể đặc biệt dễ chịu, tinh thần tự hồ cũng vui vẻ, không để cho nàng do tự chủ phát ra thoải mái thanh âm. Lúc này nàng cảm giác được một trận an tâm, dạng này cũng rất tốt mỗi đầu chân long đều có trở thành cổ long hy vọng nhưng là đại bộ phận chân long lại bởi vì tiềm lực không đủ hoặc là trước kia lúc chiến đấu lưu lại ám thương dẫn đến tại lão niên giai đoạn thời điểm thân thể cơ năng cấp tốc hạ xuống loại tình huống này sẽ dẫn đến bọn hắn không cách nào trở thành cường đại cổ long cả đời đều dừng lại tại lão niên giai đoạn theo thời gian trôi qua yên lặng chết đi đây cũng là thế giới vật chất cổ long thưa thất nguyên nhân một trong hào quang lực trường lại có thể đền bù loại tình huống này đây cũng là tác long gần nhất phát hiện đây là hắn đối với Hắc Long Lệ Tác số lượng không nhiều nhân từ, dù sao đối phương cũng không làm sai cái gì. Mà Hắc Long Lệ Tác nhìn trước mắt chính mình đã từng hài tử, cũng trầm mặc. Nàng cảm giác mình vẫn khí quả thật không tệ, thu thập trong trứng trồng có một cái truyền kỳ long chủng, mà lại đối phương mặc dù nô dịch chính mình, nhưng lại có loại không hiểu an tâm cảm giác. Cái quỷ gì? Chính mình thế mà lại có loại suy nghĩ này. Olivia đang bay ra đi tìm cái địa phương ăn no ăn nê một trận sau tiếp tục đi tới cửa cung điện yên lặng chờ đợi. Tại qua mấy giờ về sau cung điện đại môn mở ra, tác long thân ảnh khổng lồ kia từ từ đi ra, phía sau đi theo chính là thành thành thật thật hắc long lệ tác. Đây là ta thất lạc nhiều năm hài tử hắc long lệ tác. Tác long ngay trước tất cả thân thuộc mặt tuyên bố chuyện này. Chẳng được bao lâu tất cả thân thuộc bọn họ đều biết vĩ đại chân long đại nhân tìm tới chính mình đại long nữ. Cái gì? Olivia đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắc long lệ tác tên ngu xuẩn kia là trước mắt cái này cổ long hài tử, không có lầm chứ vừa mới còn muốn đánh muốn giết, loại thái độ đó đáng giận kém nhiều. Hiện tại chỉ chớp mắt liền thành đối phương hài tử. Gia hỏa này thật sự là âm hiểm xảo trá a. Olivia cấp tốc não bổ vô số kịch bản, nàng nhìn xem Hắc Long Lệ Tác lần đầu phát hiện làm rồng còn có thể vô sĩ như vậy. Chương 225, vết bối chờ mong. Cái gì? Giờ khắc này không chỉ là Olivia, ngải mễ lị cùng Hana cũng tại hiện trường. Đối với Lệ Tác đến cùng phải hay không tác Long nữ nhi, hai người bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Ngải Mễ Lệ không có khả năng lý giải, hai người bọn họ vì cái gì đột nhiên liền có cái tỷ tỷ. Ngải Mễ Lệ, Hanna, tới nhận thức một chút tỷ tỷ của các ngươi, Lệ Tác. Tác Long cũng chú ý tới dưới đáy Ngải Mễ Lệ cùng Hanna. Hắn con mắt màu đỏ tươi kia nhìn chăm chú lên hai tên gia hỏa. Ngải Mễ Lệ cùng Hanna trong nháy mắt cảm giác một loại cảm giác nguy hiểm truyền khắp toàn thân, hai người bọn họ có dự cảm. Nếu như không nghe theo Tác Long lời nói như vậy nhất định sẽ phát sinh tương đương chuyện kinh khủng hai tên gia hỏa chỉ có thể kiên trì dương cánh bay đến tác long cùng lệ tác bên cạnh mà hắc long lệ tác thì lên tinh thần nàng nhiều hứng thú nhìn xem chính mình đã từng hai cái nữ nhi không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này thế mà cũng trưởng thành coi như không tệ nghĩ đến tác long cũng thông qua loại kia thủ đoạn thần bí tăng lên hai người bọn họ thực lực mà lại hai tên này vẫn khí thế nhưng là quá tốt rồi chính mình lúc trước ra đời thời điểm nếu như cũng có một đầu truyền kỳ cổ long đến nô dịch chính mình liền tốt chính mình lúc trước cũng không trở thành sinh hoạt như vậy gian khổ nói không chừng hiện tại đã vô địch đâu tài bảo cái gì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Gọi tỷ tỷ. Tác Long nhắc nhở đạo, thân là mùi mùi sao có thể không hướng tỷ tỷ vấn an. Lúc này ngải mễ lị cảm giác mình đầu óc đã nhanh nổ, chính mình muốn đem mẫu thân gọi tỷ tỷ. Cứ việc đối với mình người mẹ này rất là không thừa nhận, nhưng là sự thật chính là đối phương xác thực chính là nàng mẫu thân A. Cái này mẹ nói chuyện gì A? Chính mình liền chưa từng có trải qua loại này không hợp thói thường sự tình. Mẫu thân biến tỷ tỷ mà một bên Hana cũng len lén nhìn chăm chú lên Hắc Long Lệ Tác, tự hồ muốn nhìn một chút phản ứng của đối phương, đáng tiếc đối phương biểu lộ mặc dù rất là kỳ quái, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Mà Ngải Mễ Lệ răng đều muốn cắn nát, lúc này Tác Long đem chính mình móng vuốt lớn đặt ở Ngải Mễ Lệ trên thân, nhìn thấy tỷ tỷ quá kích động sao? Tỷ tỷ. Hana xem xét tình huống không đúng trực tiếp mở miệng gọi ra. Đối với nàng tới nói cái gì nhân loại thị phi luân lý xem cùng chính mình có quan hệ gì? Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình, như vậy mẫu thân biến thành tỷ tỷ tựa hồ cũng còn tốt. Mà ngải mễ lị cảm thụ được cái kia có thể tùy thời đem chính mình bóp thành thịt nát long trảo rốt cục cúi đầu, nàng đối với lệ tác nhẹ giọng kêu một tiếng, tỷ tỷ. Sau đó liền như là quả cầu da xì hơi một dạng cúi đầu. Rất tốt. Tác long hài lòng gật đầu. Đây mới là chính mình tưởng tượng tỷ muội tình thâm thôi, trước đó cái kia từng cái hận không thể ăn ánh mắt của đối phương thật sự là quá bất hòa hài. Dưới đáy Olivia trực tiếp trợn tròn mắt, Nàng nhìn xem phía trên cái kia bốn cái lớn nhỏ không đều hắc long, cái kia hai cái tiểu hắc long từ đâu tới? Làm sao kết quả là bọn hắn trở thành toàn gia? Mình bây giờ chính là duy nhất bên ngoài rồng. Chẳng lẽ lại lệ tắc thật là vị tồn tại này hậu đại? Vừa mới như vậy hung chỉ là bởi vì tại đã lâu trong thời gian vị này cổ long đều quên chính mình đã từng cùng bao nhiêu rồng cái giao phối qua, cho nên vừa mới thông qua phương thức nào đó nhận ra. Olivia suy tư một lát sau đạt được cái kết luận này. Ha ha, bất quá coi như các ngươi là toàn gia thế nào? ta sau này sẽ là cổ long phối ngẫu ba người các ngươi dựa theo nhân loại bên kia quy tắc mà tính lời nói chính là ta hài tử mà dưới đáy một chút thông minh một chút thân thuộc loáng thoáng cảm giác được có chút không đúng nhưng là 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 ở chỗ nào cũng không biết nhưng là càng nhiều thân thuộc cũng rất là cao hứng bởi vì bất kể thế nào nhìn chính mình một phương này đã càng ngày càng cường đại tác long đại nhân thực lực đã rất cường đại nếu như ba vị hắc long công chúa lại trưởng thành lại thêm dưới đáy đầu này hắc long như vậy thực lực của bọn hắn thậm chí có thể cùng tử vong dãy núi lửa liệt diễm long mẫu đánh đồng Tại hết thảy sau khi kết thúc tác long về tới trong huyệt động, hắn cảm giác tâm tình của mình rất là sảng khoái, nhất là nhìn xem ba cái gia hỏa nào dám giận không dám nói biểu lộ thì càng dễ chịu. Lúc này phải đi thoải mái một chút. A a a a a. Ngải Mễ Lệ trở lại chỗ ở của mình sau điên cùng phát tiết, hôm nay nàng quản gia hỏa kia gọi tỷ tỷ a. À. Cái này khiến nàng về sau còn thế nào tại trước mặt của đối phương trào phúng đối phương. Ngải Mễ Lệ, không phải liền là một cái xưng hô thôi, chính chúng ta trong lòng biết chúng ta là quan hệ thế nào liền tốt. Hana bắt lại một khối không biết tên hư thối thịt ma thú nhét vào trong miệng, sau đó lộ ra hài lòng biểu lộ. Ngươi biết đây là bao lớn sỉ nhục không? Còn tại cái kia ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngải mễ lị bổ nhào qua bóp lấy Hana cổ dùng sức lung lay. Không ăn làm sao lớn lên. Sỉ nhục. Hana phí sức giật ra ngải mễ lị móng vuốt. Từ mẫu thân biến thành tỷ tỷ cảm thấy sỉ nhục không phải là lệ tác sao. Ngải mễ lị động tác trì hoãn xuống tới, đúng a? À? Nàng vừa mới không có kịp phản ứng, cảm thấy sỉ nhục chính là cái kia lệ tác a. À. Cái này không duyên cớ thành tỷ tỷ của mình, hơn nữa còn trở thành tác long nữ nhi, phương diện này nàng nhưng so sánh chính mình thảm nhiều, chính mình sỉ nhục cái gì sức mạnh. Ha ha ha. Ngải mễ lị lại bắt đầu dễ dàng hơn, Hana nhìn nhìn đối phương tự hồ đã thành thói quen ngải mễ lị loại này hỉ nộ vô thường, sau đó tiếp tục ăn lấy chính mình trân tàn đồ ăn. Tất cả sinh vật có trí không tính cách đều là dạng này, chính mình rất thảm rồi, nhưng nhìn đến một cái so với chính mình còn thảm cũng cảm giác chính mình cũng không có thảm như vậy tại trong cung điện hưng phấn tác long cùng vi tư đặt bối hảo hảo mà chia sẻ một chút chính mình vui sướng nhưng là ngay tại tác long sau khi đi vi tư đặt bối đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình nàng cảm nhận được thân thể của mình truyền đến một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ diệu cái này khiến nàng thoáng có chút bất an cùng mê man nhưng là trong lòng càng nhiều hơn chính là chờ mong tác long rời đi sau liền thông qua tâm linh xiềng xích liên hệ đến ác tha ngay tại vừa mới ác tha thông qua tâm linh xiềng xích liên tiếp đến chính mình nhưng là mình ngay tại trọng yếu nhất thời khắc cho nên không để ý đến Ác tha, ngươi có chuyện gì? Đối với mình bên người cái này cường lực cấp dưới Tác Long vẫn tương đối hài lòng, Ác tha xưa nay sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Bình thường cũng sẽ không không có việc gì tìm chính mình, cho nên Tác Long mới cho phép hắn có thể thông qua tâm linh phiền xích chủ động liên hệ chính mình. Ta ở chỗ này phát hiện một kiện vô cùng trọng yếu vật phẩm." Ác tha nói ra. Mà Tác Long thì thông qua tâm linh phiền xích xuyên thấu qua Ác tha tầm mắt thấy được cái này trọng yếu đồ vật. Lúc này trong hắc hồ, Ác tha ngồi tại hàng băng đúc thành trên vương tọa, trước mặt hắn có một cái bị hàng băng bao quanh tiểu cầu màu đen, mà Tác Long cũng thấy rõ ràng tiểu cầu kia chân diện mục. Đây là một viên tiểu cầu màu đen, đại khái chỉ có nhân loại lớn chừng bàn tay, bên trong loáng thoáng truyền đến một trận yếu ớt long hống âm thanh. Nhưng là Tác Long khi nhìn đến trong nháy mắt nhưng trong lòng có dự cảm không tốt. Sau đó trong trí nhớ truyền thừa nổi lên vật này tin tức. Hắc Long Long Châu Chương 226, cái gọi là Long Châu. Ở thế giới này Long Châu có thể cùng tác Long kiếp trước biết không giống với. Ở thế giới này Long Châu là ở thời kỳ thượng của cự Long thời kỳ chiến tranh bị chế tạo ra chuyên môn vì đối phó chân Long. Tỷ như Hắc Long Long Châu, Lam Long Long Châu, Hoàng Đồng Long Long Châu, Thanh Đồng Long Long Châu, Kim Long Long Châu chờ chút, cơ hồ tất cả chân Long đều có đối ứng Long Châu. Những này trong Long Châu đều giam cấm một loại chân Long linh hồn bản chất, nói cách khác một viên Long Châu chính là một đầu chân Long luyện chế mà thành, là một loại phi thường tà ác ma pháp. Long Châu tác dụng rất nhiều. Người nắm giữ có thể thông qua Long Châu thi triển chi phối chân Long pháp thuật chi phối tương ứng chân Long, Tỷ như dùng Hắc Long Long Châu liền có thể chi phối Hắc Long, Hồng Long Long Châu có thể chi phối Hồng Long. Mà lại Long Châu còn có thể kiểm tra đo lường trong phạm vi nhất định chân long tồn tại vị trí, nếu như là cầm đối ứng màu sắc Long Châu, như vậy đối với loại này rồng kiểm tra đo lường phạm vi sẽ càng lớn. Long Châu còn có thể giao phó người sử dụng tương ứng loài rồng năng lực phòng ngự cùng đối với cái này chủng chân long thổ tức hoàn toàn miễn dịch hiệu quả. Tỷ như cầm Hồng Long Long Châu liền có thể trực tiếp miễn dịch Hồng Long thổ tức. Cái đồ chơi này cơ hội chính là vì hoàn toàn khắc chế Chân Long mà tồn tại. Nhưng là trong truyền thuyết một vị Long thần nguyền rủa tất cả Long Châu, đó chính là chỉ cần muốn đã từng nắm giữ qua Long Châu, liền sẽ bởi vì nô dịch loài rồng mà trở thành tất cả loài rồng thống hận đối tượng, dù cho mất đi Long Châu đằng sau cũng giống vậy. Chỉ cần bị Chân Long gặp được, như vậy thì sẽ bị cảm ứng được không chết không thôi. Bất quá ở thời kỳ thượng cổ phần lớn Long Châu đều bị Kim trúc Long cùng ngũ sắc rồng tiêu hủy hầu như không còn, những cái kia nắm giữ qua Long Châu sinh vật cũng bị Chân Long tàn sát cho nên đối với có thể nhìn thấy long châu tác long hay là rất ngạc nhiên. Long châu phẩm chất cao có thấp có, dùng chim non rồng linh hồn luyện chế long châu không cách nào ảnh hưởng rồng trưởng thành, thậm chí thanh niên long đều có thể không nhìn loại này khống chế, nhưng là nếu như là rồng trưởng thành linh hồn luyện chế long châu như vậy thì có thể khống chế rồng trưởng thành. Tác long không cách nào phán đoán chính xác trước mắt hắc long long châu thuộc tính, nhưng là có thể khẳng định hẳn là trưởng thành hắc long linh hồn luyện chế. Cho nên viên này hắc long long châu khả năng chính là vương quốc người lùng đối phó lá bài tẩy của mình. Ác tha trong trí nhớ tự hồ cũng có quan hệ với Long Châu mơ hồ ghi chép, cho nên hắn không có nắm giữ Long Châu, mà là dùng ma pháp đem nó phong ấn giam cầm. Lúc đầu coi là cái kia cái gọi là lòng đất người Lùng Xám Vương quốc cũng chính là bị ác tha từ từ từng bước xâm chiếm coi như xong, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có Long Châu. Hay là Hắc Long Long Châu? Mặc dù Tác Long có thể xác định cái đồ chơi này đối với mình không có gì tác dụng, không nói chính mình cái kia cường đại tinh thần lực, hơn nữa còn có hào quang lực trường thời khắc bao phủ tự thân loại này khống chế tinh thần không đáng giá nhắc tới tác long lần này quyết định tự thân xuất mã trực tiếp diệt cái kia đáng chết người lùng xám vương quốc mặc dù dựa theo tiến độ này ác tha chính mình cũng sớm muộn sẽ đem nó từng bước xâm chiếm hầu như không còn nhưng là tác long đợi không được lâu như vậy mà lại lạp nhĩ thể nạp dãy núi đã là lệ thuộc vào lãnh địa của mình cái kia thế giới dưới lòng đất hang động lối vào cũng là tại dãy núi trong rừng rậm mình tùy thời có thể phái một nhóm lớn thân thuộc đi trợ giúp địa bàn của hắn tuyệt đối sẽ không cho phép gặp nguy hiểm đồ chơi tồn tại Lúc này thế giới dưới lòng đất người lùng xám vương quốc đô thành phong nhận chi thành bên trong, lôi khắc tư nổi giận nhìn xem tác lạp tư, cái gì? Thế mà đem đồ vật ném đi. Chúng ta cái kia đội binh lính tinh nhuệ toàn bộ bị cái kia tử vong kỵ sĩ giết chết chuyển hóa trở thành bất tử sinh vật, Long Châu cũng ném đi. Tác lạp tư cũng sắc mặt nặng nề nói. Viên kia hắc long Long Châu thế nhưng là lá bài tẩy của bọn hắn. Cho nên lúc ban đầu Tác Lạp Tư biết thế giới dưới lòng đất lại có một cái hắc long thời điểm hưng phấn dị thường nguyên nhân, có long châu tồn tại mình tại thế nào đều sẽ chiến thắng cái kia hắc long đồng thời đem nó hoàn toàn thu phục để cho mình tại trong vương quốc địa vị nhảy lên một cái dù sao đây chính là chân long a tốt nhất chiến đấu đồng bạn so với khống trùng sư những côn trùng kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu nhưng là trước mắt quốc vương lại không rất sớm đem hắc long long châu giao phó chính mình mà là dự định xác định hắc long tồn tại lại đi dùng long châu đem nó thu phục nhưng là lôi khắc tư có thể cũng không phải là một cái không quả quyết tồn tại, hắn chỉ là không muốn để cho mạnh mẽ như vậy chiến lực bị trừ mình ra mặt khác người lùng xám nắm giữ thôi. Dù sao lực lượng chính là hết thảy, ai có thể cam đoan có hắc long trợ giúp tác lạp tư sẽ tới hay không đánh chính mình cái này vị trí chủ ý. Người lùng xám cho tới bây giờ đều là tàn bạo, cho dù là đối với mình người cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Tác lạp tư cũng có chút bất đắc dĩ, hắn lúc đầu cho là mình sẽ là quốc vương chi thủ, nhưng là không nghĩ tới quốc vương đối với hắn lòng phòng bị một chút cũng không yếu lúc này ở tịch nhĩ minh tư đặc biệt trên không rừng rậm ba đầu hắc long thân ảnh khổng lồ lướt qua rừng rậm đi tới một chỗ hang động trên không chính là tác long mang theo lệ tác cùng olivia cái này hai đầu hắc long tác long đại nhân chúng ta tới nơi này làm cái gì olivia cẩn thận từng ly từng tí hỏi mà một bên hắc long lệ tác thì là không nói một lời nhìn xem chung quanh rừng rậm nơi này là một chỗ thế giới dưới lòng đất lối vào nơi này cũng có ta bộ phận thân thuộc tác long chưa hề nói quá nhiều hắn nhìn trước mắt hang động này hang động này cũng quá nhỏ, chính mình cái này hình thể giống như không tốt đi vào. Lúc này một cái tròn vo thân ảnh từ bên trong chạy ra, thật nhanh đi tới tác long bên người, tác long bên cạnh Olivia cùng nhau muốn công kích thời điểm bị tác long ngăn trở. Hùng nhị. Tới chính là liệt địa gấu, cứ việc đối ở bên cạnh mặt khác hai cái hắc long hùng nhị lòng cảnh giác phi thường cường đại, nhưng là nó vẫn như cũ hưng phấn nhìn xem tác long. Rồng, chủ nhân, hùng nhị. Liệt địa gấu phát ra thanh âm đức quảng. Tác Long nhìn xem cái này mập một vòng liệt địa hùng tâm tình cũng có chút dễ chịu, hắn biết gia hỏa này hiện tại thời gian trải qua rất không tệ. Tác Long cảm ứng được tại cách đó không xa trong rừng rậm có một cái huyệt động, bên trong có một con cái gấu cùng hai cái nho nhỏ liệt địa gấu con non, lúc này bọn chúng co ro thật chặt rút vào với nhau, lộ ra không gì sánh được sợ sệt. Hùng nhị trên thân cũng hữu tâm linh xiền xích, cho nên Tác Long cũng sẽ thường xuyên chú ý tình huống của nó, đối với tình huống của nó hiểu rất rõ. Cái này gấu cái chính là hùng nhị phối ngẫu, về phần hài tử là gần nhất mới có nhưng là hùng nhị vẫn luôn nhớ rõ mình mệnh lệnh coi như mình phối ngẫu cùng hài tử đều một mực bị nó nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép bước vào nơi này nếu không liền sẽ khu trục hiện tại để cho ta mở rộng một chút đường hầm đi nhìn trước mắt hang động tác long chung quanh thổ nguyên tố bắt đầu tụ tập sau đó cửa động đất đá bắt đầu hạ xuống sơn động bắt đầu mở rộng một trận đất trung núi chuyển qua đi cửa hang làm lớn ra mấy lần đủ để cho tác long nhẹ nhõm thông qua tác long bắt đầu phát động tự nhiên ma pháp vô số cây mây phá đất mà lên, bắt đầu gia cố hang động, một màn này để hùng nhị trợn mắt khóc mồm, nó mê cung A. À. Mỗi ngày đều đang đào A à đào mê cung. Mặc dù biến thành bán long nhân cũng có thể nhẹ nhõm thông qua, nhưng là tác long hiện tại sẽ không ở bên ngoài sử dụng loại hạn chế này thực lực mình ma pháp. Chỉ có cái kia thời điểm mới có thể biến thân bán long nhân. Chương 227, Vong Linh Quốc Độ U ám địa vực đi theo Tác Long cùng một chỗ tiến vào nơi này Olivia cũng không có rất khiếp sợ dù sao dưới cái nhìn của nàng đối phương hẳn là ở chỗ này cổ thả mấy ngàn năm trở thành cổ Long mới xuất hiện ở trên mặt đất nhưng là lệ Tác ý nghĩ cũng không đồng dạng nàng không nghĩ tới Tác Long trong khoảng thời gian này kinh lịch thế mà nhiều như vậy thế mà tại u ám trong khu vực đều có lãnh địa rất nhanh Tác Long Tam Long liền đi tới u ám địa vực tra nhĩ Tư Thành mà Trác Nhĩ Tinh Linh chủ mẫu Y Lệ Ti cùng mặt khác Trác Nhĩ Tinh Linh bọn họ cùng đi ra nghênh tiếp Tác Long. Mặc dù Y Lệ Ti đã sớm chuẩn bị lần này trở về sau đầu này Hắc Long hội có biến hóa, nhưng là nàng không nghĩ tới sự biến hóa này thế mà lớn như vậy. Nàng hoảng hốt nhìn xem cái này hơn 40 mét quái vật khổng lồ. Về phần bên cạnh hai cái Hắc Long nàng cũng chú ý tới, đổi lại bình thường nàng khẳng định sẽ rất bất an, nhưng là từ khi cùng Tác Long có loại quan hệ đó đằng sau Y Lệ Ti cũng không làm sao sợ, dưới cái nhìn của nàng đối phương cũng chính là Tác Long đại nhân mới thu thủ hạ mà thôi. Rồng là rất cường đại, nhưng là có Tác Long đại nhân cường đại không phải là tại tác long trước mặt đại nhân ngoan ngoãn. Mà mặt khác trách nhĩ tinh linh bọn họ đã đem đầu thấp cắt gao, dù sao ba đầu chân long trong lúc lơ đảng thả ra long uy đều để bọn hắn rất là sợ hãi, bọn hắn mặc dù cũng nghi hoặc chân long đại nhân biến hóa. Nhưng là đây không phải bọn hắn những người yếu này nên nghĩ. Mà tác long nhưng không có cái gì quá nhiều nhiệt tình, mảnh này u ám địa vực khai phát đã mở không nhiều chấm dứt, chỗ càng sâu chính là cái kia người lùng xám vương quốc, có lẽ còn có thông hướng mặt khác u ám địa vực thông đạo nhưng là tác long đã không có ý định lại ở chỗ này lãng phí thời gian dù sao cùng trên mặt đất so ra nơi này tài nguyên cái gì nơi này vẫn còn có chút quá mức thiếu thốn rất nhiều như là kim tinh loại hình đồ vật đã khai thác không sai biệt lắm mặt khác những cái kia tác long chính mình cũng chướng mắt có lẽ người lùng xám vương quốc bên kia có càng thêm phong phú khoáng sản cho nên lần này coi như là một cú đi y lị ti ta lần này tới mục đích là giải quyết người lùng xám vương quốc lần này chủ lực là ác tha phía sau ngươi mang theo ngươi thị tộc chỉnh hợp tài nguyên phóng tới trong kho hàng lần này nhằm vào người lùng xám chiến tranh tác long không có ý định để trác nhĩ tinh linh nhúng tay dù sao trác nhĩ tinh linh cùng bất tử sinh vật ở giữa cũng không tốt phối hợp dễ dàng sinh loạn cho nên vì có thể tốt hơn phát huy ra ác tha chân chính lực lượng hay là không để cho trác nhĩ tinh linh tham dự cho thỏa đáng đổi lại thời điểm dĩ vãng y lị ti khẳng định cao hứng phi thường dù sao so với ra chiến trường đi cùng địch nhân chính diện đối chiến lần này ngồi mát ăn bát vàng là vô cùng tốt một sự kiện nhưng là hiện tại trong lòng của nàng lại có một chút cảm giác cấp bách Tác Long đại nhân thực lực tăng lên quá nhanh, ngắn ngủi không đến hơn một năm một chút thời gian các nàng liền đã hoàn toàn theo không kịp Tác Long đại nhân bước chân. Tác Long đại nhân, mặt khác trách nhĩ tinh linh có thể lưu tại hậu phương chờ đợi thời cơ, nhưng là ta là chủ mẹ lại không thể dạng này, hy vọng Tác Long đại nhân cho phép ta đi theo tại bên cạnh ngài đi tham gia trận chiến đấu này. Y Lệ Ti quỳ xuống đất nói ra. Ân. Ừ. Tác Long cúi đầu nhìn xem Y Lệ Ti, hắn vốn là cảm giác nhóm này trách nhĩ tinh linh thực lực đã theo không kịp chính mình, liền định đem bọn hắn xem như làm việc vặt là được rồi nhưng là không nghĩ tới y lỵ ti thế mà lại làm như vậy tác long cảm ứng một chút ý nghĩ của nàng xem ra trừ vặn vẹo chi chủng tác dụng bên ngoài còn có chính nàng ý chí chỗ đây cũng là để tác long coi trọng nàng một chút xem ra đối phương không chỉ là có thể làm một cái đơn giản trên giường bạn lữ đơn giản như vậy về sau có lẽ có thể bồi dưỡng một chút ta cho phép ngươi gia nhập tác long đón đối phương ánh mắt mong chờ nói ra tạ à tác long đại nhân y lỵ ti hưng phấn nói mà xa xa trách nhĩ tinh linh Maya a nội tâm cũng trong nháy mắt khẩn trương lên nàng không nghĩ tới lúc đầu cho là thất sủng y lị ti thế mà lại có quyết đoán lớn như vậy mà lúc đầu vây quanh may a một chút trách nhĩ tinh linh trong ánh mắt thì lộ ra vẻ suy tư xem ra chủ mẫu y lị ti tại chân long trước mặt vẫn có một ít vị trí Maya a cảm giác mình trong khoảng thời gian này phát triển thế lực tựa hồ có chút không ổn tiểu nhân vật chính là như vậy cũng không đủ thực lực những cái được gọi là quyền lợi đúng như cùng không trung lâu các một dạng yếu ớt tùy thời đều có bị phá vỡ nguy hiểm Tác Long đại nhân. Lúc này một người mặc trắc nhĩ tinh linh quần áo thỏ nữ hưng phấn chạy tới. Tới chính là Mỹ Toa, chỉ gặp nàng thuần thục chạy tới ôm lấy Tác Long cái kia so với nàng thân thể lớn mấy lần lợi trảo. Tác Long trong lòng cũng thật cao hứng, Mỹ Toa cùng Vi Tư đặt bối một dạng, đều là loại kia đơn thuần giống cái, nàng đối với mình ỷ lại cho dù không có tâm linh phiền xích Tác Long cũng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Đối với mình trên thế giới này cái thứ nhất khác phái Tác Long vẫn còn có chút bao dung mà một bên lệ tác cùng olivia cũng đánh giá thỏ nữ mỹ toa dù sao đây chính là các nàng lần thứ nhất trông thấy trước mắt cái này hung tàn không gì sánh được hắc long đối với một cái khác phái sinh vật như thế đặc thù trước mắt cái này thỏ nữ ngốc vô cùng nhìn qua thậm chí có chút không thông minh nàng là thế nào hấp dẫn đến cổ long chú ý olivia ở trong lòng cấp ra phán đoán của mình từ ốc thẩm mỹ góc độ nhìn đối phương xác thực có nhiều như vậy ý tứ xem như cái không sai giống cái nhưng là cho dù tốt có thể có chân chính hắc long tốt lòng tin của nàng càng đầy Mỹ Toa, ngươi lưu tại nơi này." Tác Long duỗi ra khổng lồ lợi trảo chọc lấy một chút Mỹ Toa đầu. "Tác Long đại nhân, ta minh bạch." Mỹ Toa từ Tác Long bên người đi ra, nàng biết mình thực lực nhỏ yếu, giúp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể cùng Tác Long đại nhân làm những chuyện kia, điều tiết Tác Long đại nhân tâm tình. Tác Long tại đơn giản hạ đạt mấy cái mệnh lệnh đằng sau liền mang theo lệ Tác cùng Olivia hướng về Hắc Hồ Phương hướng bay đi, cái kia người lùng xám Vương quốc không phải một mực tại tìm kiếm Hắc Long sao? lần này ba đầu hắc long giáng lâm đến bọn hắn quốc gia đối phương nhất định sẽ rất vui vẻ đi tác long âm thầm nghĩ tới lần này không để cho trách nhĩ tinh linh binh sĩ tới một nguyên nhân trọng yếu khác chính là tác long muốn đem toàn bộ người lùng xám vương quốc chế tạo thành một cái vong linh quốc gia mặc kệ là những cái kia người lùng xám cũng tốt hay là những cái kia chủng tộc khác nô lệ tối thiểu nhất có cái mấy triệu số lượng toàn bộ quốc gia sinh vật đều sẽ bị bất tử sinh vật giết chết từ đó chuyển hóa làm bất tử sinh vật đến tăng cường ác tha lực lượng về sau nơi này sẽ biến thành vong linh quốc gia chết đi sinh vật sẽ hình thành khổng lồ vong linh quân đoàn đến giúp đỡ tác long đối phó địch nhân dù sao chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân chọn lựa một chút làm tử vong chi tử cũng không tệ chương 228, công phá cứ điểm hắc hồ phía trên bao trùm lấy nồng đậm hắc vụ những hắc vụ này gió thổi không tan nước khu không tiêu tan giống như có sinh mệnh nhưng là tại hắc hồ phía trên vô số bất tử sinh vật tụ tập tại hắc hồ biên giới hắc vụ hoàng mỹ đưa chúng nó thân hình che giấu tại trong đó mà ác tha thì cưỡi tại ác mộng trên lưng ác mộng tự hồ cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý mũi miệng của nó bên trong phun ra hỏa diễm móng trước thỉnh thoảng dẫm đạp hư không lộ ra sao động bất an ác tha trong hai mắt phun ra màu lam linh hồn hỏa diễm hắn nhìn xem hắc vụ bên ngoài người lùng xám bọn họ kiến tạo mấy cái cứ điểm trong lòng ra lệnh mấy cái này người lùng xám cứ điểm hắn là cố ý giữ lại chính là vì làm cho đối phương có thể liên tục không ngừng phái ra sinh vật đi tìm cái chết từ đó tăng cường phía bên mình thực lực nhưng là bây giờ tác long đại nhân nếu quyết định diệt đối phương vậy liền diệt đi tại tác long đại nhân trước khi đến chính mình trước đem những này chướng mắt đồ vật giải quyết hết vẫn tương đối tốt rất nhanh ác tha trong mắt màu lam linh hồn hỏa diễm bốc cháy lên đồng thời tất cả bất tử sinh vật đều tiếp thu được ác tha mệnh lệnh vô số bất tử sinh vật nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hướng xa xa người lùng xám cứ điểm cùng lúc đó người lùng xám trong cứ điểm người lùng xám lúc này tổng chỉ huy khố nhĩ mạng đang xem lấy xa xa hắc hồ hắn luôn cảm giác gần nhất có thể sẽ chuyện gì phát sinh cái này khiến hắn có loại dự cảm không tốt. Thế nhưng là đối diện trong hắc hồ bất tử sinh vật bọn họ từ đầu đến cuối đều không có đi ra, chỉ có cái kia vô biên vô tận hắc vụ tồn tại. Khố nhĩ mạng thử qua các loại thủ đoạn đối với hắc vụ đều vô dụng, liền xem như dùng dò xét ma pháp đều không thể dò xét đi ra động tĩnh bên trong. Thậm chí để hắn một lần coi là khả năng liền sẽ một mực như thế dằn co nữa. Đều do lôi khắc tư cái kia ngu xuẩn gia hỏa, lại dám phái chính mình tư nhân vệ đội mang theo hắc long long châu mưu toan dò xét hắc long tung tích, nơi này quỷ dị như vậy, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi vào, bên cạnh một cái người lùng xám thị vệ nói ra. Đối với quốc vương phải gìn giữ kính ý, dạng này gọi thẳng tên thế nhưng là phi thường không tôn trọng. Khố nhĩ mạng nhắc nhở. Bất quá hắn ngữ khí rất là tùy ý, hiển nhiên đối với loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào để ở trong lòng. Thuộc hạ minh bạch, người lùng xám thị vệ nói ra. Khố nhĩ mạng đại nhân, ngài đi nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho chúng ta nhìn xem liền tốt, thiếp thân thị vệ cung kính đối với khố nhĩ mạng nói ra. Khố nhĩ mạng gật gật đầu, hắn hiện tại lưu tại nơi này giống như xác thực cũng không có chuyện gì. Lại tiếp tục nhìn thoáng qua xa xa hắc vụ sau khố nhĩ mạng hướng về gian phòng của mình đi đến, đối với lão ni người lùng xám tới nói giấc ngủ là rất trọng yếu. Nhưng là ngay tại khố nhĩ mạng ngủ thời điểm xa xa hắc vụ đã bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng về cứ điểm khuếch trương. Mà ác tha cho tới nay chưa bao giờ để hắc vụ rời đi hắc hồ phạm vi, cho nên cho những này người lùng xám một cái ảo giác, đó chính là những này kỳ quái hắc vụ không cách nào rời đi hắc hồ phạm vi. Mà khi người lùng xám lính gác mở mắt ra phát hiện hắc vụ đến gần lúc sau đã không còn kịp rồi, hắn chỉ tới kịp phát ra cảnh báo, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Địch tập. Mà khi hắc vụ tràn ngập thời điểm vô số bất tử sinh vật đi lên đem lính gác xé thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra, vừa mới còn đang trong giấc mộng khố nhĩ mạng bị tạp nhạp thanh âm bừng tỉnh. Khố nhĩ mạng đại nhân, bất tử sinh vật bắt đầu tiến công cứ điểm, lúc này một tên thủ hạ vội vã vào nói đạo. Cái gì? Khố nhĩ mạng trong lòng cảm giác nặng nề hắn trực tiếp từ trữ vật ma đạo ký bên trong lấy ra chính mình trang bị một kiện so với hắn thân thể còn khổng lồ hấp thu tấm trắng một thanh khổng lồ lưỡi búa sau đó liền đi tới cứ điểm trên tường thành lúc này thủ hộ ma pháp trận đã sớm mở ra hào quang màu xanh lam tại trong hắc vụ lộ ra cực kỳ thần bí nhưng là cái kia khổng lồ hắc vụ lại là đang không ngừng trùng kích tiêu hao ma pháp trận lực lượng từ trong hắc vụ loáng thoáng có thể gặp đến đủ loại bất tử sinh vật tại quanh quẩn một chỗ mà xa xa ác tha cưỡi ác mộng quan sát đến cứ điểm này chỉ gặp hắn duỗi ra hai tay sau đó nương theo lấy ma lực ngưng tụ, chung quanh hắc vụ cũng nhanh chóng tràn vào giữa hai tay. Một thanh màu xanh đen to lớn trường mâu ngay tại ác tha trong tay hình thành, ác tha nhìn xem kết giới ma pháp, hắn đã thông qua hắc vụ thăm dò biết ma pháp này kết giới chỗ bạc nhược. Điều chỉnh góc độ một chút, sau đó ác tha tựa như một cái tiêu thương tay một dạng đem cái này trường mâu đầu ra ngoài. Nương theo lấy trường mâu tới gần, trên kết giới mặt ma lực dũng động. Mà trường mâu thế như lôi đình đâm vào kết giới ma pháp phía trên, nương theo lấy trên kết giới mặt ánh sáng màu lam tiêu tán, sau đó toàn bộ kết giới ma pháp từ trường mâu chỗ tựa như thủy tinh vỡ một dạng từng khúc phá toái. Kết giới ma pháp, nát. Xong. Khố nhĩ mạng nội tâm siết chặt, sau đó vô số bất tử sinh vật cùng hắc vụ tựa như màu đen trào lưu một dạng tràn vào khổng lồ trong cứ điểm, một khi số lượng đạt tới trình độ nhất định là phi thường đáng sợ. Một cái bất tử sinh vật có lẽ không đối phó được một cái tinh anh người lùng xám binh sĩ, dù sao đối phương làn da cứng trắng như sắt, trên thân còn có trọng giáp, nhưng là 10 cái, một trăm cái, một nghìn cái đâu. Mà nương theo lấy người lùng xám binh sĩ chết đi, trên chiến trường hắc phụ liền sẽ tràn vào nó thân thể, chỉ là vài giây đồng hồ, chết đi người lùng xám binh sĩ lần nữa mở mắt. Khác biệt chính là lần này trong ánh mắt của hắn lóng lánh màu lam linh hồn hỏa diễm, sau đó cầm lấy khi còn sống vũ khí không chút do dự hướng về đã từng đồng bạn công kích mà đi. Mà trên chiến trường cùng loại một màn này còn có rất nhiều, người lùng xám binh sĩ càng đánh càng thiếu, nhưng là bất tử sinh vật lại càng đánh càng nhiều. Đáng chết, Khố nhĩ mạng một bố đem một cái bất tử sinh vật chém thành hai mảnh, nhưng là bất tử sinh vật vẫn như cũ lấy tay chống đỡ lấy nửa người trên hướng về hắn cắn tới, khố nhĩ mạng một cước đem nó đầu đạp cái vỡ nát. Gia hỏa kia chuyển hóa bất tử sinh vật năng lực không có hạn mức cao nhất sao? Đồng dạng tại thế giới vật chất chuyển hóa bất tử sinh vật thế nhưng là cực kỳ hà khắc, phải dùng các loại tế tự nghi thức cùng ma pháp mới có thể, nhưng là gia hỏa này chỉ là dùng kỳ quái hắc vụ cứ như vậy hoàn thành. Lúc này hắn mới chính thức hiểu tác lạp tư nói cái này tử vong kỵ sĩ vì cái gì không phải bình thường tử vong kỵ sĩ. Muốn ăn ta. Phải xem hàm răng của các ngươi sắc bén không sắc bén. Khố nhĩ mạng ngăn đón bên người tử thương vô số binh sĩ hét lớn một tiếng. Lập tức phát động cự hóa thuật, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, thẳng đến khoảng 13 mét mới ngừng lại, đồng thời một thân màu đen khôi giáp cũng bao phủ tại trên người hắn. Đây là chính hắn luyện chế toàn thân khôi giáp, liền ngay cả con mắt bộ vị đều có phòng hộ trong tay hấp thu tấm trắng cùng cự phủ cũng cùng tỷ lệ biến lớn khố nhĩ mạng hét lớn một tiếng một búa bổ ra một cái cấp thấp giả thú chuyển hóa hình thành bất tử sinh vật sau đó hai chân cũng đối với bất tử sinh vật quần thể dẫm đạp xuống dưới lập tức trên mặt đất nhiều rất nhiều thịt nát ác tha nhìn phía xa càng đánh càng hăng to lớn người lùng xám trong mắt ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt lên sau đó lần nữa duỗi ra hai tay một thanh trường mâu màu đen xuất hiện ở trong tay chương hai cường giả cùng kẻ yếu ngay tại khố nhĩ mạng đại sát đặc sát thời điểm cảm giác được một trận khí tức nguy hiểm hắn giơ lên tấm chắn ngăn tại trước ngực phanh to lớn trường mâu màu đen trực tiếp đụng vào hấp thu trên tấm chắn khố nhĩ mạng cái kia cự hóa dưới thân thể trực tiếp bị đụng bay hơn 100 trăm mét xa cuối cùng hung hăng đập vào một chỗ trên phòng ở mặt hai cái né tránh không kịp lúc người lùng xám binh sĩ tại chỗ một mệnh ô hô a a a khố nhĩ mạng nhìn xem chính mình hấp thu tấm chắn tấm chắn tại hắn trong ánh nhìn chăm chú hóa thành mảnh vỡ triệt để báo hỏng đây chính là có thể hấp thu người lùng xám truyền kỳ công kích tấm trắng a lúc này khố nhĩ mạng cảm giác một trận lòng buồn bực hắn nhìn xem trước ngực mình khôi giáp phía trên một cái lõm có thể thấy rõ ràng ngay lúc này vốn là còn chút động tỉnh chiến trường đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống dưới khố nhĩ mạng gỡ ra đất trên người thạch nhìn lại hắn nhìn chung quanh một chút chiến trường chỉ thấy chung quanh khắp nơi đều là bất tử sinh vật còn có một số chết đi người lùng xám binh sĩ cũng chậm chậm từ dưới đất bò dậy nguyên lai hắn mấy ngàn tên lính đã toàn bộ chết trận a lúc này mới qua bao lâu mà cái kia chỉ nghe tên tử vong kỵ sĩ rốt cục xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hình thể khổng lồ, to lớn tọa kỵ ác mộng chính là tử vong kỵ sĩ tiêu chí, ác tha trong tay ngưng tụ ra một thanh cự kiếm màu đen. Giết! Khố nhĩ mạng dơ lên chính mình lưỡi búa lao đến, không nhìn những cái kia đối với hắn không ngừng công kích bất tử sinh vật, ác mộng bốn cái móng toát ra hỏa diễm. Ác tha thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại khố nhĩ mạng phía sau, mà cái này già nua người lùng xám tất cả động tác cũng tại thời khắc này hoàn toàn đình chỉ, Hắn trước khi chết nhìn thấy vô số hắc vụ bắt đầu hướng về thân thể của mình vọt tới. Hắn một ý nghĩ cuối cùng chính là vương quốc phải gặp tai ương, nhưng là trong vương quốc hay là có rất nhiều cũng giống như mình gia hỏa cho là chỉ là tử vong kỵ sĩ không đáng giá được nhắc tới. Loại này chủ quan sẽ để cho toàn bộ vương quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó hắn liền đã mất đi ý thức, mà khi Ác Tha cảm giác được trước mắt cái này cường đại tài liệu sắp khôi phục nguyên dạng thời điểm hắn xuề bàn tay ra, chung quanh hắc vụ bắt đầu ngưng tụ, một cái chủ thủ bộ dáng đồ vật hình thành bị ác tha hung hăng đâm vào người lùng xám lồng ngực trong trái tim. Lập tức một cổ lực lượng thần bí bắt đầu ở khố nhĩ mạng trong thân thể phát huy ra tác dụng, mà khố nhĩ mạng cũng mở ra cặp mắt của mình, màu lam linh hồn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Lần này thân thể của hắn không có giống mặt khác chết đi người lùng xám một dạng khôi phục bản thể, mà là tiếp tục duy trì to lớn hóa thân thể, sau đó đối với ác tha quỳ xuống. Giờ khắc này toàn bộ cứ điểm không có một cái nào sinh vật còn sống, chỉ có bất tử sinh vật con mắt tản ra quan mang mà tác long thân ảnh khổng lồ kia cũng xuyên qua hắc hồ đến nơi này. Olivia cùng lệ tác tự nhiên biết lần này tới gặp được một cái tử vong kỵ sĩ. Nhưng là tại chính thức nhìn thấy trước mắt cái này tử vong kỵ sĩ thời điểm hai cái hắc long không hẹn mà cùng dâng lên thấy lạnh cả người, bay ở trên bầu trời nhìn trên mặt đất vô số bất tử sinh vật ngẩng đầu nhìn chính mình, loại kia kỳ quái mà kinh dị cảm giác rất là phức tạp. Tại xuyên qua tầng tầng bất tử sinh vật sau các nàng rốt cuộc gặp được tử vong kỵ sĩ ác tha. Đây chính là tử vong kỵ sĩ cảm thụ được trên người đối phương khí tức kinh khủng kia, Olivia đều có chút cảnh giới. Mà lệ tác cảm giác trong trí nhớ truyền thừa những cái kia liên quan tới tử vong kỵ sĩ ghi chép có phải hay không có vấn đề gì, tên trước mắt này mặc dù là hàng thật giá thật tử vong kỵ sĩ, nhưng là trong lòng của nàng luôn cảm giác đối phương có cái gì không giống với. Nhưng là ác tha không để ý đến cái này hai đầu mới xuất hiện hắc long, mà là đi tới đối với tác long đi một cái kỵ sĩ lễ tiết. Chủ nhân, nơi này tất cả địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt. Ác tha, làm không sai tát long nhìn xem chung quanh lít nha lít nhíp bất tử sinh vật rất là hài lòng nhìn điệu bộ này cho dù không có chính mình cái kia cái gọi là người lùng xám vương quốc cũng sẽ ở ác tha cường lực công kích đến hóa thành bụi bặm lịch sử vậy liền trực tiếp công kích đi tát long nói ra sau đó nhìn xem hai cái đánh giá ác tha hắc long ra lệnh olivia lệ tát hai người các ngươi đi theo ác tha tạm thời nghe hắn điều khiển lần này chiến đấu tát long quyết định chính mình trước tiên ở ám ảnh đảo thượng mặt đợi trù tính chung toàn cục trước hết để cho ác tha cùng hai cái trưởng thành hắc long bên trên dù sao cái kia người lùng xám vương quốc tới bắt hắc long long châu đều có nói không chừng còn có cái gì khác thần khí cái gì mặc dù có phục sinh giáp nhưng là vẫn phải cẩn thận đây chính là thế giới ma pháp chuyện gì cũng có thể phát sinh bằng olivia vừa mới muốn phản bác thời điểm liền đón nhận tác long cái kia bình tĩnh màu đỏ tươi hai con ngươi nàng lời kế tiếp liền nuốt trở vào mà một bên lệ tác đã sớm buông xuống chính mình kia cái gọi là chân long ngạo khí mà lại cái này tử vong kỵ sĩ không kém cái này cũng không tính là bôi nhỏ chính mình chân long thân phận. Chủ nhân, ta minh bạch. Ác tha được không dây dưa dài dòng cưỡi lên ác mộng, ác mộng gào thét một tiếng bốn chân đạp không hướng về nơi xa mà đi, mà dưới mặt đất bất tử sinh vật bọn họ cũng đi theo ác tha hướng về nơi xa bước đi. Hắc Long lệ tác cùng Olivia liếc nhau một cái góc đi lên. Ác Long thì nhìn chăm chú lên bọn hắn thân ảnh đi xa, tại chính mình tất cả thân thuộc bên trong chỉ có ác tha mới có thể để chính mình coi trọng như vậy. Dù sao đây chính là hai đầu thành niên Hắc Long, không phải cái gì khác sinh vật liền xem như đồ nhĩ sâm tác long cũng sẽ không đem loại này chỉ huy chân long quyền lợi giao cho hắn đây là vấn đề nguyên tắc ở thế giới này kẻ yếu là không có tư cách chi phối cường giả sau đó tác long hướng về cách nơi này không xa ám ảnh đảo bay đi ám ảnh đảo thượng mặt còn có ác tha lưu lại hát vụ ở trên đảo có rất nhiều bạch quốc âm u nhìn qua dị thường khủng bố tác long không để ý những này đi tới cung điện của mình bên trong nằm xuống bắt đầu thông qua tâm linh phiền xích xem xét ác tha tình huống bên kia nhưng là ngay lúc này tác long chú ý tới vi tư đặt bối nơi đó tự hồ phát sinh một chút tình huống vi tư đặt bối đại nhân ngài nói cái gì thủ tinh mai lâm na không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt độc giác thú vi tư đặt bối vì hồi báo vi tư đặt bối tác long đặt cách mai lâm na cách mấy ngày có thể tới nhìn xem vi tư đặt bối cho nàng giải buồn nhưng là ngay tại vừa mới mai lâm na biết được một cái để nàng thân thể kém chút bắn nổ tin tức trong thân thể của ta tại dựng dục một cái sinh mệnh mới vi tư đặt bối sờ lấy bụng của mình nói ra điều đó không có khả năng. Mai Lâm Na không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận. Vi tư đặt bối bị làm bẩn nàng biết, nhưng là thiên giới sinh vật độc giác thú là rất khó thai nén sinh mệnh, không phải vậy độc giác thú hậu đại liền có thêm đi, thường thường cần mấy trăm năm khả năng mới có thể thai nén. Nhưng là vừa mới qua đi bao lâu? Mà lại là cái kia tên tà ác hậu duệ đây càng để nàng không thể nào tiếp thu được. Ngay tại thông qua tâm linh phiền xích thám thính tác long trực tiếp một móng vuốt đem mặt đất vỗ ra một lỗ thủng lớn. Chương 230, liên quan tới hậu duệ ta có hài tử tin tức này đối với tác long tới nói cái này cùng nói đùa không có gì khác nhau kiếp trước hắn nhưng không có làm qua cha một thế này mặc dù có ba cái long nữ nhưng là vậy cũng là vô nghĩa mà lại mấu chốt nhất là hắn làm sao lại có hậu đại hắn từ khi thôn vệ bất long trứng về sau thân thể liền mang theo bất long đặc tính thân thể có cường đại bức xạ bình thường đều là đang khống chế liền ngay cả hắn dịch thể có cường đại bức xạ cùng độc tính cho nên mặc kệ là cùng Mỹ Toa hay là cùng Y Lị Ti Tắc Vĩ Á các nàng chơi thời điểm đều là hết sức khắc chế. Nhưng là cùng Vi Tư đặt bối cùng một chỗ thời điểm liền không có lo lắng này, đối phương cái kia cường đại thuần khiết thần thánh thể chất đầy đủ tiếp nhận hết thảy, đây cũng là tác long thích cùng Vi Tư đặt bối cùng một chỗ nguyên nhân, có thể càng thêm tận hứng. Cho nên hắn không có quá nhiều lo lắng, nên lưu lại tinh hoa liền lưu lại. Cho nên cái này có. Nhưng là cái này hậu duệ nên làm cái gì? Nuôi. Tác Long chính mình còn muốn bị nuôi đâu, bằng cái gì nuôi. Mà lại chính mình cũng không có vô địch đâu, có hậu đại hoàn toàn chính là cái vướng víu, không chừng lúc nào bị cái gì tồn tại cường đại chọc tới uy hiếp bờ chính mình. Mặc dù loại uy hiếp bờ này đối với mình mà nói cũng vô dụng, dù sao tác long cũng sẽ không giống kịch bản bên trong như thế người ta bắt hắn hài tử đến uy hiếp bờ một chút liền quỳ. Nhiều nhất đợi ngày sau ngày sau cường đại báo thù liền tốt. Đối với tác long tới nói chính mình trọng yếu nhất, cho dù là hậu duệ của mình cũng so ra kém chính mình, dù sao hậu duệ là hậu duệ, mệnh của mình mới là chính mình. Đương nhiên ở thế giới này cùng tiền thế một dạng cũng có rất nhiều gia tộc sẽ bồi dưỡng hậu đại đến kéo dài gia tộc. Nhưng là nếu như mình có thể một mực trường sinh bất tử, tại sao muốn dùng hậu duệ đến kéo dài? Chính mình đến kéo dài không tốt thôi. Mặc dù ý nghĩ rất kích kỷ, nhưng là đây mới là sinh mệnh bản chất A, nhiều như vậy vị diện thế giới chính mình còn không có chơi chán đâu. Suy nghĩ minh bạch những này tác long tâm lý lập tức dễ chịu rất nhiều, bất quá hắn ngược lại là thật tò mò hắn cùng vi tư đặc bối sẽ sinh ra cái quái gì đến. Độc giác rồng hắc long thú. Suy nghĩ lung tung một chút sau tác long liền không lại để ý tới, bất quá vi tư đặt bối thai nén thời gian có thể sẽ có hơi lâu. Trong khoảng thời gian này chính mình liền khó chịu, dù sao tác long như thế nào đi nữa ở trên đây vẫn có chút tranh giới cuối cùng, lần trước đó là không biết. Mà vi tư đặt bối bên kia lại phát sinh biến hóa mới. Vi tư đặt bối đại nhân, gia hỏa kia biết không? Thủ tinh Mai Lâm Na thở dài một hơi. Vi tư đặt bối nghĩ đến tác long sau lắc đầu. Nàng cũng không biết có nên hay không nói cho đối phương biết, dù sao đối phương theo đạo lý tới nói là có quyền hiểu rõ tình hình tên ghê tởm làm việc thế mà không muốn phụ trách mai lâm na có chút tức giận nhưng là vi tư đặt bối lại bình tĩnh nói không trách hắn là ta chưa nói cho hắn biết vi tư đặt bối đại nhân ngươi chính là quá thiện lương mai lâm na nắm vi tư đặt bối tay có chút đau lòng nói ra đối phương đều ghê tởm như vậy mà vi tư đặt bối nhếch miệng mỉm cười trong khoảng thời gian này trong lòng của nàng kỳ thật đi theo mahu no mori thời điểm một dạng bình tĩnh thậm chí sau lúc kia càng thêm thư thái không cần lo lắng ngoại địch không cần lo lắng tự mình làm không tốt không cách nào gánh chịu thần thánh thủ hộ giả trách nhiệm mai lâm na có thể giúp ta một chuyện sao vi tư đặt bối đột nhiên nói ra vi tư đặt bối đại nhân ta cái gì đều có thể làm mai lâm na không chút do dự nói mang ta ra ngoài đi ở chỗ này không có tự nhiên khí tức ta thánh lực không cách nào khôi phục thể nội sinh mệnh cần càng nhiều lực lượng mới có thể hoàn hảo dựng dục ra đến vi tư đặt bối sờ lên bụng của mình trong khoảng thời gian này trong cơ thể nàng lực lượng hạ xuống thật nhanh nàng có thể cảm ứng được những này đều dùng ở thể nội sinh mệnh thành hình tại cái này trong không gian thu hẹp nàng không cách nào khôi phục trong thân thể lực lượng hiện tại nàng trừ nhục thể cường đại bên ngoài phương diện khác đã phi thường nhỏ yếu vi tư đặc bối đại nhân ngài yên tâm đi ta sẽ dẫn ngài chạy đi mai lâm na nói ra không phải chạy đi mà là đi ra ngoài vi tư đặc bối cười nhìn xem mai lâm na dù sao nàng đã đáp ứng đối phương sẽ không đào tẩu mà Tác Long đang suy tư chỉ chốc lát sau thông qua tâm linh phiền xích liên tiếp đến xa đạt nhĩ, để hắn không cần ngăn cản vi tư đặt bối các nàng ra ngoài. Thuận tiện còn cho mặt khác có được tâm linh phiền xích thân thuộc cũng ra lệnh. Sau đó Tác Long trực tiếp bắt đầu dùng bốn cái trước đó an trí tại Lạc Nhật Sơn mạch trong cung điện tử vong chi tử, để bọn chúng đi theo vi tư đặt bối sau lưng bảo hộ các nàng. Cái này bốn cái tử vong chi tử có ba cái khi còn sống là nhân loại truyền kỳ, còn có một cái là hấp huyết quỷ, bốn người bọn họ liên thủ thực lực cũng không yếu, đủ để ứng phó phần lớn nguy hiểm sau khi làm xong tác long liền không lại chú ý bên kia dù sao có thời không truyền tống sau hắn tùy thời đều có thể truyền tống đến vi tư đặt bối bên người cho dù đối phương rời đi vật chất này thế giới cũng có biện pháp tìm tới còn có thể thông qua tâm linh xiềng xích tùy thời chú ý đối phương tình huống cái gì đuôi mù gia hỏa dám đánh vi tư đặt bối chủ ý vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt mà ác tha bên kia hết thể hành động đều tại khu chiên gõ trống tiến hành bất tử sinh vật đại quân những nơi đi qua tựa như cá giết sang sông bất luận cái gì sinh vật còn sống đều sẽ bị giết chết chuyển hóa trở thành bất tử sinh vật trên đường đi những cái kia lòng đất ma thú còn có một số vụn vặt lẻ tẻ những bộ lạc khác đều bị tiêu diệt. Trước mắt đây là một hạng trung cùng người nhái lặng bộ lạc, bên trong có chừng cái hơn 3.000 cùng người nhái lặng. Còn không có đợi đến cùng người nhái lặng bọn họ đối với mấy cái này dám can đảm tự tiện xông vào lãnh địa sinh vật không rõ làm ra đáp lại hết thảy liền trên cơ bản kết thúc, lúc này ở bất tử sinh vật trùng kích vào bộ lạc này tựa như giấy một dạng. Những này dưới nền đất người lùng xám thế lực đều không kém. Hắc Long Lệ tác nhìn trên mặt đất những cái kia còn tại dãy dụ cùng người nhái lặng nói ra, Ha ha, dù sao chúng ta bây giờ cũng không phải đơn đã độc đấu, có cái này tử vong kỵ sĩ tại, hơn nữa còn có tác long đại nhân tại, chúng ta liền tùy tiện chơi đùa liền tốt, ngươi không đi chơi chơi. Olivia bay tới hưng phấn nói. Nàng vừa mới xuống dưới hung hăng ngược sát một phen những này cùng người nhái lặng, đem trong nội tâm một chút việc khuất phát tiếp đi ra không ít, thuận tiện còn góp nhặt một chút tài bảo. Tại những này cùng người nhái lặng trên thân nàng thành công tìm về một chút thân là cường đại hắc long lòng tin, chính mình hay là thật lợi hại thôi. Mà lệ tác thì là dùng ánh mắt thương hại nhìn trước mắt đắc chí Olivia, nàng khả năng đời này cũng không biết cái gọi là tác long đại nhân có thể là con của nàng. Mặc dù nàng rất muốn biết đối phương sau khi biết chân tướng dáng vẻ, nhưng là nàng càng muốn hưởng thụ loại này đến từ trí thông minh phương diện nghiền ép. Nếu như không phải là bị chính mình cầm trứng rồng, như vậy hiện tại gia hỏa này xác suất lớn có một cái cổ long cấp bậc hài tử đi. Chính ngươi chơi đi. Hắc Long lệ tác trào phúng nhìn đối phương nói. Ha ha. Olivia cũng không thèm để ý, nàng lấy ra mấy cái nho nhỏ bảo thạch quan sát một chút sau lại thả trở về mà khổng lồ như vậy bất tử sinh vật quân đoàn tại không chút nào che giấu tình huống dưới rất nhanh liền bị người lùng xám vương quốc điều tra binh phát hiện